When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried, I see the want in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Yeah. I see the one in your blue eyes, baby. Felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried, I see the want in your blue eyes. Should be, baby. You love me to want you the way that I want to. If you'd only let it be, you told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you and want me the way that I want you, the way that it should be. Now it took time for me to know what you tried so not to show. But something in my soul just cries, I see the want in your blue. If you'd only let it be, oh.
đấm to. Nó bố im lặng ấy chả nói gì. The way that I want to, if you only let it be. Liên quan về mối quan hệ giữa bố và mẹ. Rồi. Đấy. Câu hỏi đầu tiên, ai là người cầu hôn? Thì chắc chắn là bố rồi. À, đây là chắc chắn là bố à? Tại sao? Yên phải chủ động chứ. À, ok. Rồi câu hỏi thứ hai, ai là người lãng mạn hơn? Bố nghĩ là bố lãng mạn. Cũng đúng nhở? Đúng thật, công nhận. Ai là người ngáy to hơn? Thì cũng là bố thôi. Ai là người hậu đậu hơn? Vì nguyên tắc là bố là hậu đậu hơn. Ai là người bừa bộn hơn? Cả hai vợ chồng đều ngăn nắp. Ai là người cứng đầu hơn? Mẹ cứng đầu hơn. Lúc mới bắt đầu mối quan hệ, điều gì quan trọng nhất? Còn hiện tại thì điều gì quan trọng nhất? Lúc mới bắt đầu ấy. Lúc mới bắt đầu thì cuộc sống khó khăn thì hai vợ chồng phải nai ra cố gắng hết sức mình để kiếm tiền để nuôi các con, thì lúc đấy là điều quan trọng nhất. Thứ hai nữa là lúc đó là các nhà mình rất nhiều ông bà cụ là ốm nặng, dồn dập 5-6 người thành ra là vất vả. Thế còn bây giờ thì là cái quan trọng nhất là phải bỏ qua những cái bất đồng không cần thiết để mà sống với nhau thoải mái như vậy. Cảm ơn bố. Câu hỏi sau 30 năm thì điều gì bố muốn nói với mẹ nhất bây giờ? À, bố rất tự hào là có một gia đình như này. Thì con cảm ơn bố ạ. Cảm ơn bố. Ai là người cầu hôn? Dĩ nhiên phải là bố rồi. Ai là người lãng mạn hơn? Mẹ chính lãng mạn hơn bố. Thế à? Thấy lại thế? Mẹ nghĩ thế. Thế à? Ai là người ngáy to hơn? Dĩ nhiên là bố. Ai là người hậu đậu hơn? Hậu đậu hơn. Chả ai hậu đậu cả. Cả vợ cả chồng mình rất khéo léo. Ai là người bừa bộn hơn? Nhiều khi mẹ bừa bộn hơn. Nhiều khi thôi, thỉnh thoảng thôi. Còn rất khó được à. Ai là người cứng đầu hơn? Mẹ. Lúc mới bắt đầu mối quan hệ thì điều gì quan trọng nhất? Còn hiện tại thì điều gì quan trọng nhất? Cả hai điều nó đều phải giống nhau. Thế thì mẹ cứ nói. Hiện tại cũng như là bây giờ. Ngày xưa chứ. Ngày xưa cũng như là bây giờ. Thì tất cả điều quan trọng nhất là cảm thông, chia sẻ, yêu thương. Cuộc sống muốn nên là phải biết cảm thông đầu tiên ạ. Đấy. Xong rồi chia sẻ với nhau tất cả. Và yêu thương nhau. Và bây giờ cũng phải như thế. Điều gì mà làm bố nhất ạ? Đi xem là điều gì nhỉ? Nhiều điều quá. Nhiều điều quá. Nói nhiều điều. Đó là ngày vẫn phải nói. Ví dụ điều gì quan trọng nhất để mà duy trì được mối quan hệ ạ? Nói chung là mẹ nghĩ là cứ hàng ngày mẹ vẫn cứ phải nhắc nhở bố thôi, nhiều điều đó. Nhắc nhở à? Điều ăn thế thôi. Chứ còn mẹ thì sao? Mẹ cũng vậy. Cảm ơn mẹ. What you tried so not to show, but something in my soul just cries,
I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Thank you.